Ông Vũ Mai mất ngày 25 tháng 8 đang an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, được phép mượn ghế người trần gian tại Linh Quang Điện. Xin thỉnh mời chân linh ông Vũ Mai mất ngày 25 tháng 8 đang an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội mượn ghế người trần gian tại Linh Quang Điện tại địa chỉ nhà số 1, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Xin thỉnh mời chân linh ông Vũ Mai mất ngày 25 tháng 8 đang an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội về tại Linh Quang Điện tại địa chỉ nhà số 1, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh ông Vũ Mai mất ngày 25 tháng 8 đang an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội về tại Linh Quang Điện tại địa chỉ nhà số 1, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội mượn ghế người trần gian để giao lưu với người trần. Xin thỉnh mời chân linh ông. Chưa? Anh đã Quang ơi, tại điện đây chưa? Chú. Anh đã được về chưa? Anh Quang ơi, Thúy đây. Em là Thúy đây. Anh đã được về chưa? Đại Minh đây. Anh về đi, có Vũ Quang Minh đây. Em đây, Thúy đây. Nói chuyện với con với mẹ. Chưa cần mọi người. Chú có nhìn thấy vợ con không? Anh có nghe thấy Minh nói không? Anh gật đầu đi. Có nắm đi tay thì anh có nói được không? Anh có được nói không? Hôm mai thì chú ạ, ở dưới anh có gặp chị Vân không? Anh đã gặp chị Vân chưa? Chị Vân có khỏe không? Tuấn ơi, anh có cần gì không? Anh muốn gì anh nói nhé. Anh có gặp chị Diệp không? Anh khỏe mạnh lên, anh gắng lên. Anh có gặp chị Diệp không anh? Anh có gặp mợ không? Anh có gặp thầy không? Anh gặp thầy mợ không? Anh có gặp thầy mợ không?
Anh có muốn gì không? Thôi, cậu. Anh có đau không? Khóc khóc. Anh có đau không? Đau, vẫn đau lắm. Người anh có đau không? Anh có muốn gì anh nói đi, thì bọn em sẽ làm cho anh. Nhưng mà những người ung thư mất rồi á thì linh hồn họ vẫn còn cảm giác đau. Anh Tuấn ơi. Mời, ơi, anh nói đi. Mọi người mời anh chén nước đi ạ. Anh gắng đi. Anh uống chén nước, anh uống chén nước trà. Anh uống tí nước trà. Anh uống tí nước sao? Mời sao đi. Anh lại khóc thế? Con sao anh cũng bị oan ức cái gì? Anh bị đau à? Anh có cần gì không? Anh nói đi nhé. Anh bị làm sao đấy? Anh uống một nước này. Uống một nước trấn tĩnh lại nè. Anh uống một này. Cố gắng lên. Bác sĩ mà. Bác sĩ khoa nội mà. Trưởng khoa mà. Cố gắng lên. Anh. Cố gắng lên. Anh là trưởng khoa cơ mà. Dũng cảm lên. Lại là anh lớn nhất nữa. Đừng có ủy mị không khóc. Cứ nói chuyện đi. Cần gì nói đi. Không có thời gian. Anh có cần nhiều. Gì không? Anh có muốn gì không? Muốn gì anh cứ nói đi. Anh nói đi. Bọn em đông em sẽ làm cho anh. Sẽ được cho anh. Xin phép các quan thần linh cai quản tại Linh Quang Điện cho phép chân linh anh ông Trần Trọng Tuấn được khai khẩu nói chuyện với người trần gian. Anh nói đi. Rồi, ông anh nói chuyện khóc, với anh. Đi. Ông nói chuyện với mọi người đi. Anh có cần đi. Gì không? Chị thế nào anh? Chị được có khỏe mạnh không? Chị có sống được không? Có sống lâu được không? Anh cho biết đi. Còn chăm sóc chị. Chăm sóc không có được tức tưởng chị không? Gì cháu Tước có lấy được vợ không anh? Sao mãi bây giờ chưa lấy vợ? Cháu Tước thế nào anh? Anh giúp đỡ nó chứ. Để nó cứ bao nhiêu tuổi rồi. Nó không có vợ thì chị Tuấn lo lắm. Lắc đầu à? Không được à? Nó không lấy được không vợ được lấy, không lấy được vợ à? Có ai giúp được cháu Tước không? Anh nói đi. Không nói được. Có nói được. Không lấy được à? Không lấy được. Không lấy được à? Cháu Tước không lấy được vợ à? Thế có tìm được. Không tìm được à? Có tìm được ai cho cháu không? Chả nhẽ cứ để nó một mình à? Thế chị có qua khỏi được năm nay không anh? Chị có sống được thêm không? Có nguy hiểm không? Năm nay có nguy hiểm không? Chị Tuấn ấy. Chị Bùi ấy. Không nói được. Không được phép nói à? Thế cháu Tước có lấy được vợ không anh? Đỗ Thiên Cơ à? Nó có lấy được vợ không? Anh có giúp đỡ cháu nó. Tước ấy, có lấy được vợ không? Thế nó sống một mình thì khổ thân nó lắm. Chị không đi được là vì thế đấy. Bác Tuấn ơi, con là Minh, con của mẹ Thúy. Bác có thể nói cho mọi người biết có cách nào để cho con cháu nhà mình không bị suy không? Con cháu nhà mình có thể vượng lên không? Con cháu nhà mình bây giờ đang bị suy. Đang thấy có nhiều, có cách nào nhiều hiện tượng nó không được. Bác có thể chỉ cho con cháu được không? Anh có giúp được không? Thật ra bác nó cũng đang bị quản thúc mà. Đấy, đang lắc. Các quan cấm nói. Nghĩa là ở đây á, là người âm với người trần nhà này đang bị cấm giao tiếp. Mình hôm nay cũng cố gắng lắm mới mời được bác lại. Anh có gặp được chị Diệp không? Anh có gặp được chị Diệp không? Nghĩa là đây là nhà mình ấy có rất nhiều linh hồn bị oan kết. Phần âm ấy. Nên là trên trần gian nó suy. Giải oan cắt kết cho những người này này là họ có thể giúp đỡ được con cháu ngay. À, mình phải làm. Vâng. Làm xong một cái lấy. Tốt ngay. Vâng. Lên đây nhưng không được nói tiết lộ Thiên Cơ là bị đánh, là bị phạt ngay, quan bắt. Cứ phải im. Vâng. Bắt đầu được. Biết nhưng không nói được. Không được nói. Lại nói được ra thế là mình mới biết. Anh có muốn các thầy giải cho họ hàng họ Trần để cho gia tiên họ Trần giao tiếp và giúp đỡ được con cái không? Ông có muốn không? Đấy. Muốn hả? Rồi. Sẽ lập một cái đoàn giải oan cắt kết để giúp cho họ Trần nhá. Để giúp cho ông rồi cả họ gia tiên của ông nữa mạnh lên và giúp cho con cháu trên trần gian nhá. Nha. Rồi. Ông có muốn được chữa bệnh tâm linh không? Để cho ông hết đau khỏi đau không? Sẽ cầu tới ngài Lưu Ly Quang Vương Phật để giúp cho ông hết đau nhá.
để siêu thoát, để độ cho con cháu nhá. Rồi. Hôm nay cũng chỉ là một buổi để giao tiếp thôi, để khảo sát xem là về mặt tâm linh dưới âm nhà mình có khúc mắc gì thôi nhá. Hôm sau sẽ có một cái buổi để hóa giải việc này, sau đấy lại mời ông lên nói chuyện với con cháu anh em họ hàng nhá. Hôm sau lên nói nhiều hơn nhá. Hôm sau lên. Chị Diệp không? Anh nói một câu đi. Anh có gặp chị Diệp không? Có gặp được không? Đã gặp được chưa? Anh đã gặp được chưa? Có gặp được anh Lâm không? Khi mà Gia Tiên ở dưới thì bị quản thúc ấy, thì bị phân tán á, không gặp nhau được. À. Họ không. Không phải là dễ gặp thế đâu. Giống như trần gian ấy ạ. Khi mất thì bị giam ở khác xứ khác nhau thì họ không gặp nhau được. Khi mà mình cúng ấy, mình mời hết Gia Tiên về một cái khi mà giải oan kết xong ấy thì họ sẽ về được một cõi chung. Và lúc đấy thì họ mới mạnh liên kết với nhau để giúp đỡ con cháu được. Thì cái tình trạng này thì nhiều người bị chứ không phải gì nhà mình. Nó là rất phổ biến đối với người Việt Nam chúng ta. Đấy. Bởi vì khi mà trước khi mất ấy, trước khi mất là họ không có tín ngưỡng, nên là khi đấy không ai giúp. Bây giờ mới biết tới Phật Thánh thì không ai kêu cho, không ai kêu cho họ, thì phải nhờ người trần gian để siêu độ cho họ, đấy, quy y Phật cho họ thì họ sẽ mạnh, là tốt. Thôi giờ đấy, đi giờ đấy không cần. Tính chưa rồi anh bỏ mắt ra sao? Lúc đầu mình tưởng là cười nhưng thật ra đấy là cái khóc, bật khóc của một cái người kêu cứu. Lúc đầu cứ tưởng là cười. Nhưng mà sau thấy nước mắt ra. Thế thì họ bị vó bị như chìm đắm như thế lâu rồi. Và hôm nay chúng ta mà không gọi lên thì chúng ta sẽ không biết. Đúng ạ, thì không thể biết được. Lại cứ tưởng ông ấy đang là cái gì? Atula. Ôi giời ơi, có phép. Tại con nó nằm mơ thấy là bố